Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị đến một cái lô đất có diện tích là 2.3 nha tất cả anh chị, thuộc xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị một cái lô đất cực kỳ đẹp luôn nha, đất lúa, và trong đất lúa đó có 7,4 công tràm, là 7.400 mét vuông là đất tràm nha tất cả anh chị. Thì cái đoạn đất có tràm đó thì tràm khoảng 1,5 mùa nha, là một mùa rưỡi á, là trồng được mùa rưỡi rồi. Và lô đất này có mặt tiền là xe hơi mình có thể chạy vô được nha tất cả anh chị, ba gác vi vu rồi. Nói chung thì em báo cho tất cả anh chị mua cái sản phẩm bất động sản giá hợp lý nha, phải chăng tùy theo túi tiền cho tất cả các anh chị mua sở hữu những cái lô đất đẹp và giá rẻ nha tất cả anh chị. Thì trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái lô đất em giới thiệu nha, có diện tích là 2,3 mẫu. Một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất cả anh chị nhìn rõ hình dạng lô đất luôn nha. Em sẽ quét rõ về cái lô đất dài nhiêu, ngang nhiêu và cái đoạn tràm nó như thế nào nha. Thì lô đất này nó cách lộ nhựa khoảng 670m nha tất cả anh chị. Còn với cách quốc lộ 62 theo đường tính theo đường chim bay á, là khoảng 2,4 km. Các anh chị khu vực Sài Gòn nếu muốn về xem và sở hữu lô đất này thì chạy từ Sài Gòn chạy về tới đất á, khoảng 60 km nha tất cả anh chị, khoảng 59-60 km thôi. Còn các anh chị khu vực khác thì cứ về tới trung tâm Thạnh Hóa là em có thể dẫn cho tất cả anh chị xem đất được nha. Thì lô đất này có mặt tiền là 42m nhân vô 500m nha tất cả anh chị, có hai mặt tiền. Mặt tiền trên này thì mình có thể đi xe hơi ráng chạy vô ok nha. Tại đường cũng đây là cũng như là lộ bờ đê nha tất cả anh chị. Thì trong lô đất này là diện tích là 2.3 ngàn mét vuông, có diện tích là mặt tiền là 42 nhân vô 500, đoạn dưới thì nở hậu nha tất cả anh chị, đầu dưới cũng có cái mặt tiền nữa, nở hậu 46m. Thì hai đầu của hai lô đất đều có kênh hết nha tất cả anh chị, đều có kênh thủy lợi hết. Thì mặt tiền có kênh này rộng khoảng cũng cỡ 12m nha tất cả anh chị. Lô đất này có hướng là hướng đông nha, các anh chị nào có hướng phong thủy phù hợp về hướng đông á, mua sở hữu lô đất này thì ok luôn đó. Thì trên màn hình tất cả anh chị em đang quét về cái hình dạng lô đất nha, mặt tiền là 42m chạy vô 500m nha tất cả anh chị, cách lộ nhựa chỉ có 670m thôi. Thì ngoài đó là cũng là điện nước mình có thể kéo vô được nha tất cả anh chị. Và em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha, chủ bán với giá là bán hết đất luôn 2.8 tỷ. Thì sản phẩm bất động sản bên em đều giao dịch là đều gặp trực tiếp chủ nha, trực tiếp cái người đứng bằng khoáng á, chứ không có qua kiểu như là giao dịch qua bên em rồi em đứng ra nhận này kia nha, không có chuyện đó nha tất cả anh chị. Đất của là gặp chính chủ, gặp cái người đứng hồ sơ đất đó là gặp trao đổi trực tiếp nha. Có lô đất này giá bán là 2,8 tỷ cho 2.3, vậy là chi quy ra thì một công khoảng 122 triệu cho công nha tất cả anh chị, 122 triệu trên ngàn mét vuông. Đây là cái em quét trên không ảnh cái hình dạng 7,4 ngàn mét vuông, đó là đất tràm nha tất cả anh chị, đó là đầu dưới đất tràm, em quét trên không ảnh là như vậy đó. Còn trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hướng của lô đất nha tất cả anh chị, hướng là hướng đông. Thì các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý hoặc phù hợp với mình thì hãy mạnh dạn gọi vào số điện thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp về túi tiền, phù hợp về hướng, phù hợp về phong thủy nha. Hiện tại bên em cũng đang nhận tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo yêu cầu nha tất cả anh chị.
Tất cả những sản phẩm bất động sản bên em các anh chị đều được gặp chính chủ hết. Không phải là khi mình đồng ý mua mình mới gặp chủ đặt cọc nha các anh chị. Gặp chủ thương lượng ok rồi mới đặt cọc nha các anh chị. Rồi. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.